Địch Lệ Nhiệt Ba bay nghìn cây số tới dự sinh nhật Hoàng Cảnh Du. Diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba từ Bắc Kinh sang Thượng Hải dự sinh nhật người yêu tin đồn, sau đó lại quay về làm việc. Ngày 30 tháng 11 là sinh nhật của Hoàng Cảnh Du. Vì công việc, tài tử ở Thượng Hải và tổ chức tiệc tại đây. Một ngày trước bữa tiệc, dòng địa chỉ trên Weibo của Địch Lệ Nhiệt Ba, hiện ở Bắc Kinh đóng phim, được đổi thành Thượng Hải. Một ngày sau, nó lại đổi thành Bắc Kinh. Nhiều khán giả phỏng đoán Địch Lệ Nhiệt Ba làm thủ tục tại sân bay Đại Hưng, Bắc Kinh để tới Thượng Hải mừng tuổi mới người yêu tin đồn. Sau đó lại về làm việc. Một số khán giả phát hiện mỗi năm, vào sinh nhật Hoàng Cảnh Du, dù bận việc gì, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đến với bạn trai. Năm 2022, họ cùng ở Tây An, năm 2020 ở Thường Châu. Trên Weibo, khán giả nói Địch Lệ Nhiệt Ba si tình, vì yêu mà bay vài nghìn cây số tới với bạn trai. Nhiều khán giả nói diễn viên nên công khai mối quan hệ, thay vì giữ bí mật như hiện tại. Mối quan hệ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du hiện vẫn là ẩn số. Tin đồn hai người đã kết hôn và có con từng rộ lên trong showbiz nhưng không được xác nhận. Sau khi hoàn thành bộ phim truyền hình Công Tố Tinh Anh vào năm 2022, Địch Lệ Nhiệt Ba đã mất tích suốt 9 tháng. Sự biến mất đột ngột của cô khiến tin đồn cô mang thai bắt đầu lan truyền rộng rãi. Sau đó, nhiều bức ảnh bị lộ cho thấy vòng eo ngày càng lớn của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cho đến hiện tại, diễn viên rất kín tiếng về đời tư. Thái độ của cả hai đối với những ồn ào cũng rất tế nhị, họ không thừa nhận hay phủ nhận điều này. Một số người tình cờ gặp Địch Lệ Nhiệt Ba ở Pháp vào đầu năm, Hoàng Cảnh Du sau đó bị phát hiện cũng sang Pháp, khiến tin đồn hai diễn viên cùng nhau đi du lịch châu Âu rộ lên. Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du quen nhau khi đóng phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay năm 2020. Sau đó, ngôi sao họ Hoàng bị đồn chia tay vợ vì ngoại tình, bạo hành. Hiện anh phủ nhận các thông tin trên. Diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong các mỹ nữ tân cương nổi tiếng nhất của showbiz Trung Quốc. Tên tuổi cô gắn với các phim Nữ Vệ Sĩ Xinh Đẹp, Trường Ca Hành, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Liệt Hỏa Như Ca, Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư. Gần đây, cô đóng phim Giữ Quân Sơ Tương Thức cùng Nhậm Gia Luân. Cô có sự nghiệp phát triển thuận lợi, hiện là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn. Cô chưa công khai yêu ai. Hoàng Cảnh Du sinh năm 1992, xuất thân là người mẫu. Đầu năm 2016, anh được công chúng biết đến rộng rãi nhờ vai Cố Hải trong web drama Thường Ẩn. Do nội dung phim nói về chuyện tình giữa hai nhân vật nam, Hoàng Cảnh Du và bạn diễn Hứa Ngụy Châu bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm sóng của Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc. Do đó, họ buộc phải hạn chế hoạt động nghệ thuật. Đầu năm 2018, Hoàng Cảnh Du tái xuất mạnh mẽ và gặt hái thành công lớn với web drama Kết Ái, đóng cùng Tống Kiến. Anh hiện đóng phim Đồng Chí. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.